là thời điểm như hiện tại bây giờ ấy là được bà con nhân dân và chính là gia đình nhà tôi thì được trồng cây là phủ xanh đất trống, và cái độ che phủ của rừng ấy là rất là tốt, nên đối với tôi thì nhận là thấy cái môi trường hiện tại. Kabirin janin tele wulo nyin soto na soto bulo be na soto bulo be nasirin nyame wulo nyin na soto ne bitema ay na soto bulo lafa bakele bawo abe nyin kono ko wulo nyin na beta yakama be yawni ka soto no mel ka bu bantala mel manken tel la be yawni.